Đây là video ngẫu nhiên mình hướng dẫn các bạn học viên quay video trong lớp học pha chế khóa vừa rồi. Mình muốn nói với các bạn rằng để có một ly nước ngon thì có thể hướng dẫn các bạn làm được chỉ sau một khóa học. Nhưng để mở quán thành công thì không phải chỉ có nước uống mà hội tụ nhiều yếu tố như vốn, vị trí mặt bằng, dịch vụ, không gian quán và quan trọng nhất là phần marketing, là phần mà hầu hết các chủ quán sợ nhất. Các bạn mở quán và quên mất phần marketing trước và sau khi mở, rồi quanh quẩn với sự hỗn độn khi chưa có sự chuẩn bị kỹ càng khi mở quán. Mình dạy pha chế không như những người khác từ nghề đi lên, mà mình từ người sản xuất kinh doanh đi ra. Mình từ người sản xuất tạo ra sản phẩm cốt lõi là trà và cà phê, mà hướng dẫn để các bạn hiểu được bản chất của ly nước. Đồng thời, mình có hướng dẫn trao đổi thêm về marketing cho các bạn học viên. Mình cũng nói thật, trong giai đoạn thị trường bão hòa thế này, nếu không có nhiều vốn và nhiều kiến thức thì đừng có mở. Cạnh tranh rất là cao. Kiên quyết mở quán cần ly nước ngon thì cứ liên hệ mình nha.